mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Solomon nêu lý do không dự hội nghị thượng đỉnh với Mỹ. Thủ tướng quần đảo Solomon Sogava nói đã từ chối dự hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và các quần đảo Thái Bình Dương để tránh bị Washington lên lớp. Tôi sẽ không ngồi đó để nghe những người thích lên lớp tôi dạy bảo tôi, Thủ tướng quần đảo Solomon Manasep Sogava nói tối 27 tháng 9, đề cập hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương tại Nhà Trắng hồi đầu tuần này. Ông Sogava tuần trước tới New York, Mỹ, dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhưng rời đi ngay sau đó mà không dự hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Joe Biden tổ chức hôm 25 tháng 9 ở Washington. Thủ tướng Sogava giải thích thêm rằng, ông rời Mỹ vì có công việc quan trọng hơn cần giải quyết trong nước liên quan vấn đề lập pháp. Lãnh đạo quần đảo Solomon cho biết, ông từng dự hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương tương tự vào năm ngoái, và các lãnh đạo chỉ có 3 phút để phát biểu. Sau đó họ phải ngồi nghe Mỹ lên lớp về việc Washington tốt đẹp ra sao. Bây giờ họ cần tôn trọng các lãnh đạo Thái Bình Dương cũng như các nước khác. Họ cần thay đổi chiến lược, ông Sogava nói. Thủ tướng quần đảo Solomon cho biết thêm cách các lãnh đạo Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc đối xử với ông không giống như vậy. Họ đều tổ chức những cuộc họp kéo dài hàng giờ với ông. Mỹ chưa bình luận về tuyên bố của ông Sogava. Một quan chức Nhà Trắng hồi đầu tuần nói rằng Mỹ thất vọng khi Thủ tướng quần đảo Solomon không dự hội nghị thượng đỉnh. Thủ tướng Sogava năm 2019, các quan hệ với đảo Đài Loan, thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc. Bắc Kinh hồi tháng 7 ký luật thỏa thuận với quần đảo Solomon, trong đó có điều khoản cho phép Trung Quốc tăng hiện diện của lực lượng cảnh sát tại quốc đảo này tới năm 2025. Tin kế tiếp, Mỹ treo thưởng 5 triệu USD tìm thủ phạm ám sát ứng viên tổng thống Ecuador. Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt được những kẻ đứng sau vụ sát hại ứng viên tổng thống Ecuador. Hôm nay, tôi công bố số tiền thưởng này cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt hoặc kết tội những kẻ chủ mưu và đồng lõa đứng sau vụ ám sát ứng viên tổng thống Ecuador, Fernando Villavicencio, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố hôm 28 tháng 9. Villavicencio, cựu nghị sĩ và nhà báo chống tham nhũng, bị bắn chết ở Quito vào ngày 9 tháng 8. Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso sau đó đề nghị Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI hỗ trợ cảnh sát Ecuador điều tra cái chết của Villavicencio. Cảnh sát Ecuador đã bắt 6 nghi phạm mà họ cho rằng đều là thành viên người Colombia trong các băng nhóm tội phạm. Tôi cũng thông báo treo thưởng 1 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp nhận dạng hoặc xác định vị trí của bất kỳ cá nhân nào nắm giữ vị trí chủ chốt trong nhóm tội phạm của tổ chức xuyên quốc gia chịu trách nhiệm vụ sát hại ông Villavicencio, Ngoại trưởng Mỹ nêu thêm. Ông Blinken cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Ecuador và nỗ lực đưa ra trước công lý những cá nhân tìm cách phá hoại các tiến trình dân chủ thông qua tội phạm bạo lực. Ông Villavicencio bị bắn 3 phát khi đang được các vệ sĩ hộ tống ra xe sau cuộc vận động tranh cử ở Quito. Một nghi phạm chết vì vết thương sau cuộc đấu trúng với lực lượng an ninh tại hiện trường. Villavicencio đến từ tỉnh Chimborazo, từng là thành viên công đoàn tại công ty dầu mỏ nhà nước Petroecuador và sau đó là nhà báo. Ông đã lên tiếng tố cáo hàng triệu USD thất thoát trong hợp đồng dầu mỏ. Một ngày trước khi bị ám sát, ông báo cáo cho văn phòng Bộ trưởng Tư pháp về một doanh nghiệp dầu mỏ nhưng không có thêm chi tiết nào được công khai. Villavicencio từng chỉ trích cựu tổng thống Rafael Correa và bị kết án 18 tháng tù vì tội phỉ báng do những bình luận nhằm vào cựu tổng thống. Ông chạy trốn đến lãnh thổ bản địa ở Ecuador và tị nạn ở Peru cho đến khi cáo trạng bị hủy năm 2018. Là một nghị sĩ, Villavicencio bị các chính trị gia đối lập chỉ trích vì đã cản trở quá trình luận tội tổng thống Lasso trong năm nay, dẫn đến việc ông Lasso kêu gọi bầu cử sớm. Ecuador, quốc gia Nam Mỹ với 17,5 triệu dân, sẽ tổ chức cuộc bầu cử quyết định vào ngày 15 tháng 10 để chọn ra tổng thống tiếp theo giữa bối cảnh làn sóng bạo lực, nạn buôn bán ma túy và giết người gia tăng. Chuyên gia cho biết, các băng nhóm đã lợi dụng tình hình kinh tế bất ổn để mở rộng phạm vi hoạt động sang Ecuador. Quốc gia nằm giữa các khu vực sản xuất cocaine lớn ở Colombia và Peru.
Từ năm 2016 đến năm 2022, số vụ giết người ở Ecuador tăng 500%, khiến nơi đây trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất ở khu vực Mỹ Latin. Tin tiếp theo, một năm truy tìm nghi phạm đánh bom đường ống Nord Stream. Các nước phương Tây đã điều tra suốt một năm qua, nhưng chưa tìm thấy những nghi phạm đã gây ra vụ nổ phá hoại đường ống Nord Stream. 2 giờ sáng ngày 26 tháng 9 năm 2022, các trạm quan trắc địa chấn ở Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đồng loạt phát hiện những chấn động nhỏ từ biển Baltic. Cùng lúc đó, các công nhân vận hành Nord Stream ghi nhận áp suất giảm mạnh trong các đường ống dẫn khí đốt dài 1.200 km từ Nga với Đức. Tới khi trời sáng, những bong bóng khí metan lớn xuất hiện trên mặt nước gần đảo Bornholm của Đan Mạch. Những chấn động tiếp theo được ghi nhận, mọi thứ trở nên rõ ràng. Một số đoạn đường ống Nord Stream 1 và 2 đã bị nổ tung. Đường ống Nord Stream 2 khi đó chưa đi vào hoạt động, nhưng đang chứa đầy khí đốt để cân bằng áp suất dưới đáy biển. Nord Stream 1 đã vận hành từ năm 2011, cung cấp gần 60 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, chiếm 2/5 tổng nguồn cung của châu Âu. Ngay sau các vụ nổ, nhiều bên đã đổ lỗi cho Nga. Rò rỉ khí đốt từ Nord Stream 1 chắc hẳn là cuộc tấn công khủng bố do Nga lên kế hoạch và là hành động gây hấn với Liên minh châu EU. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak viết trên Twitter. Nhiều quan chức châu Âu cũng phản ứng gay gắt. Bất kỳ gián đoạn có chủ ý nào đối với cơ sở hạ tầng năng lượng đang hoạt động của châu Âu đều không thể chấp nhận được và sẽ dẫn tới phản ứng mạnh mẽ nhất có thể. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên Twitter sau cuộc gặp với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Điện Kremlin phủ nhận mọi cáo buộc, gọi đây là điều ngu ngốc và ngớ ngẩn, sau đó cho rằng lực lượng đặc nhiệm Anh gây ra vụ nổ. London mô tả cáo buộc của Moscow là truyền bá thông tin sai lệch. Do các vụ rò rỉ khí đốt xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch và Thụy Điển, hai quốc gia này và Đức đã mở các cuộc điều tra về vụ phá hoại. Ba nước đều giữ kín thông tin cuộc điều tra, điều mà giới phân tích không bất ngờ sẽ đến hậu quả ngoại giao tiềm tàng từ những phát hiện của họ. Đến tháng 2, Bộ trưởng Tư pháp Đức thừa nhận không thể chứng minh Nga liên quan đến các vụ nổ trên đường ống Nord Stream. Giới chức Thụy Điển gọi các vụ nổ là hành động phá hoại, tương giống như Đan Mạch, không công khai thêm thông tin. Sự chú ý bắt đầu chuyển sang những thông tin của các nhà báo điều tra. Vào tháng 3 năm 2023, một nhóm phóng viên điều tra của Đức gây xôn xao khi công bố thông tin chỉ ra Ukraine liên quan tới vụ tấn công. Du thuyền dài 15 mét Andromeda được cho là đóng vai trò quan trọng trong sự việc. Tuy nhiên, một năm trôi qua, nghi phạm đánh bom Nord Stream 1 và 2 vẫn là một ẩn số. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm kết thúc cuộc điều tra, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, công tố viên Thụy Điển Matt Sjönvik nói với Reuters tuần trước. Bản tin thứ tư, ông Blinken, Trung Quốc muốn vượt Mỹ thành cường quốc hàng đầu. Ngoại trưởng Blinken cho rằng Trung Quốc đang tìm cách vượt Mỹ để trở thành cường quốc thống trị thế giới trong mọi lĩnh vực. Tôi nghĩ điều Trung Quốc theo đuổi là trở thành cường quốc thống trị thế giới cả về quân sự, kinh tế và ngoại giao. Đó là điều mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tìm kiếm. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại diễn đàn do tạp chí Atlantic tổ chức ở thủ đô Washington ngày 28 tháng 9. Theo Ngoại trưởng Mỹ, tham vọng này của Trung Quốc không có gì đáng ngạc nhiên, bởi đây là nước có bề dày lịch sử. Quan sát các lãnh đạo Trung Quốc, bạn sẽ thấy họ đang tìm cách khôi phục những gì họ tin là vị thế xứng đáng của Trung Quốc trên thế giới. Ngoại trưởng Mỹ nói thêm, ông cũng từng gián tiếp đề cập tham vọng, định hình lại trật tự quốc tế của Trung Quốc. Các đời Tổng thống Mỹ gần đây xem Trung Quốc là thách thức dài hạn hàng đầu với Washington. Nhưng một số nhà phân tích Mỹ cho rằng, tham vọng của Bắc Kinh chủ yếu tập trung vào làm giảm ảnh hưởng của Washington ở châu Á hơn là giành vị trí thống trị toàn cầu. Chính quyền Tổng thống Joe Biden nói rằng họ đang tăng áp lực với Trung Quốc, song cũng thúc đẩy đối thoại với Bắc Kinh nhằm kiểm soát căng thẳng. Đề cập vấn đề Đài Loan tại diễn đàn, ông Blinken nói rằng hòn đảo có vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là về sản xuất chất bán dẫn. Nếu xảy ra khủng hoảng ở Đài Loan do các hành động của Trung Quốc, nền kinh tế toàn cầu cũng sẽ hứng chịu khủng hoảng. Tôi nghĩ thông điệp mà Trung Quốc nhận được ngày càng nhiều từ các nước trên thế giới là đừng gây căng thẳng. Những điều thế giới muốn là hòa bình, ổn định và duy trì hiện trạng, Ngoại trưởng Mỹ cho hay. Ngoại trưởng Blinken hồi tháng 6 thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, sau đó gặp Ngoại trưởng Vương Nghị. Washington mô tả
Đây là một phần trong những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm duy trì các kênh liên lạc mở giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng gia tăng vài năm gần đây. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Lính Ukraine tác chiến trong cuộc phản công. Hai lính Ukraine chụm đầu quanh bộ điều khiển UAV trong bóng tối, chỉ có thể thấy khuôn mặt họ nhờ ánh sáng hắt ra từ màn hình. Có thứ gì đó đang cháy, một người nói. Họ vừa thả thuốc nổ từ máy bay không người lái UAV xuống một mục tiêu Nga trên chiến trường. Cuộc tấn công vào ban đêm này là một phần trong nỗ lực phản công của Ukraine gần thành phố Bakhmut ở miền đông. Chúng tôi sẽ đánh vào phòng tuyến phòng thủ đầu tiên, sau đó người của chúng tôi sẽ xông về phía đối phương, Bro, một trong hai binh sĩ điều khiển UAV cho hay. Bộ binh Ukraine được trang bị thiết bị nhìn đêm do phương Tây cung cấp và có lợi thế khi hoạt động vào ban đêm. Nhưng cường kích nước này lại không phù hợp để tác chiến ban đêm. Vì vậy, các đơn vị UAV như nhóm với biệt danh COD 9.2 này đang phát huy mạnh mẽ vai trò của họ. UAV nhìn đêm như ban ngày, chúng tôi nhìn thấy bộ binh bên phía họ, chúng tôi tấn công các xe chiến đấu, pháo, mọi thứ chúng tôi cần tiêu diệt. Rồi vậy thích. Họ đang sử dụng UAV 6 cánh Macaron do Ukraine tự sản xuất, một phần trong sáng kiến do Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số dẫn đầu nhằm nâng cấp công nghệ cho quân đội đang chiến đấu ở tiền tuyến. Mỗi UAV đều đang bị camera ảnh nhiệt nên có thể hoạt động hiệu quả vào ban đêm. Chúng có thể mang theo những quả lựu đạn có tổng trọng lượng 15 kg. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov hồi tháng 8 năm ngoái cho biết, khi ông thông báo 270 UAV sẽ được gửi ra chiến trường, quân đội sẽ sử dụng chúng để phá hủy cả xe bọc thép và xe tăng, cũng như công sự hoặc kho đạn của đối phương. Đây chính xác là những gì Rowe và đơn vị COD 9.2 đang làm. Rowe cho biết UAV của họ đã thả thuốc nổ vào thiết giáp Nga, thậm chí đã phá hủy một xe tăng T-90 hiện đại trong cuộc tấn công gần đây. Đôi khi lực lượng của họ rất đông, Rowe vừa nói vừa điều khiển UAV, cố gắng xác định vị trí các đơn vị Nga. Hiện tại, chúng tôi không thấy gì nhiều, có một số phương tiện ở đó, nhưng chúng tôi sẽ không tấn công chúng. Khi các UAV bắt đầu đẩy nhanh tốc độ tấn công, những đơn vị khác cũng lập tức tham gia. Pháo binh cấp tập khai quả, bắn đạn chùm do Mỹ cung cấp xuống các vị trí của lượng Nga. Các hệ thống quả tiện phóng lọc ráp thắp sáng bầu trời. Những đơn vị súng cối đồng loạt nã đạn. Với sự trợ giúp của pháo sáng, xe chiến đấu bộ binh lao nhanh về phía trước, xông thẳng vào phòng tuyến Nga. Tại sở chỉ huy, Blick, người đứng đầu đơn vị COD 9.2 cho biết, chiến dịch này đã được họ chuẩn bị suốt nhiều tuần qua. Chúng tôi đã lên kế hoạch tác chiến trong hơn một tháng. Ông nói trong lúc các binh sĩ khác chuẩn bị những quả đạn mà họ sẽ thả xuống vị trí của lực lượng Nga. Đó là một cuộc tấn công hiệp đồng, Lin cho biết, đồng thời giải thích thêm rằng quân đội Ukraine nhắm mục tiêu vào phía nam Bakhmut để củng cố những thắng lợi gần đây trong nỗ lực giành lại khu vực từ tay Nga. Kiev đã tập trung phần lớn khí tài của phương Tây mà họ nhận được vào mặt trận miền Nam. Các chiến dịch ở miền đông Ukraine ít được nhắc đến hơn, nhưng lực lượng Kiev đã giành lại được hàng chục km vuông kể từ sau khi Nga chiếm Bakhmut. Chúng tôi đang xuyên thủng phòng tuyến của họ và đang phản công rất tốt, Lin nói. Theo lời ông, lính đánh thay Wagner đã trở lại Bakhmut, dường như nhằm bù đắp cho tình trạng thiếu hụt nhân sự của Nga. Nga đang tập trung binh lực từ các vùng xung quanh để chi viện cho khu vực này, Blick nói. Họ không còn nhiều quân ở đây. Với ít trang thiết bị tiên tiến hơn so với mũi tiến công ở phía nam, các đơn vị Ukraine tại miền đông đang phải dựa vào nhiều hơn vào trí tuệ thay vì hỏa lực, Blin cho hay. Chúng tôi thay đổi chiến thuật liên tục, ông nói. Giống như đám mốc vậy, chúng tôi nhắm vào thân đối phương, sau đó đột ngột chuyển mục tiêu sang tấn công vùng đầu. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay. Và ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.